chào mừng quý khán giả đã trở lại với chương trình Y học phổ thông trên kênh Người Việt TV và cũng với khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Yes. Xin gửi lời chào tới ngồi đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào các vị khán giả. Kính thưa quý khán giả <laughs> ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được chia sẻ về đề tài là thời điểm mình sử dụng thuốc tiểu đường. Yes. Thật sự là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh muốn làm cái đề tài là thời điểm sử dụng của những cái loại thuốc mà mình cần để tâm. Yes. Nhưng mà bởi vì cái thời lượng chương trình của mình có hạn cho nên mình sẽ đi từng những cái thuốc À, quan trọng trước ví dụ như yeah. thuốc tiểu đường, thuốc cao huyết áp. Cứ mỗi một cái lần mình thực hiện yeah. thì mình sẽ đi một loại thuốc. Như vậy đi. Hả? Yeah. Yeah. Thì bữa, bữa nay là mình sẽ đi tiểu đường trước. Dạ. Yes. Dạ. Yeah. Yeah. Thì vì à vâng đúng rồi thưa quý vị, thì có rất là nhiều bệnh nhân hay hỏi mình là khi uống thuốc tiểu đường thì à, uống vô giờ nào? giấc yeah. nào và có quan trọng hay là không? À, tại vì quý vị biết không khi mà bác sĩ viết cái toa đó ví dụ như là thuốc uh, họ để là uống một ngày ba lần yeah. uh, trên cái toa sẽ để một ngày một lần một ngày yeah. hai lần mm -hmm. uh, và rất là ít khi chỉ định là vô giờ nào giấc nào thường mm. thường chỉ có viết như vậy thôi cũng có bác sĩ họ đề giờ nào giấc nào yeah. nhưng mà đôi khi tại vì cái system cái cách mà viết toa đó nó quá nhiều đi yeah. nên là nó phải ngắn gọn thôi mm -hmm. tức là cứ là one pill QD twice a day three times a day yeah. hay là at night time hay khi như vậy thôi. Mm -hmm. Nên Đâm ra là um, bệnh nhân sẽ về và họ sẽ tự quyết định uống giờ nào giấc nào đôi khi nhà thuốc tây quyết định cho họ đó là cái vấn đề tại vì ngọc khanh nghĩ rằng là uống giờ nào giấc nào nó quan trọng ở cái điểm do là nó ảnh hưởng tới cái lúc mà mình trước khi ăn sau khi ăn rồi cái người bệnh nhân nhiều khi uống cái lúc đó xong rồi sau đó lại không có nhớ uống cái tiếp theo cho nên là để cho cái thuốc tiểu đường nó được gọi là phát huy tối đa cái công ừ. dụng của cái thuốc với người bệnh nhân tiểu đường đó là còn quan trọng nữa yes yeah. hoặc là cái um, cái phản ứng phụ của cái thuốc yeah. hoặc là cái hiệu quả của cái thuốc yeah. nó sẽ có ảnh hưởng với cái um cái giờ cái lúc mình uống lúc giờ nào lúc giờ ăn không ăn uống không uống tùy theo dạ đúng rồi yeah. Yeah. dạ dạ ừ. thì bây giờ ngọc khanh xin mời bác sĩ à mình đi đầu tiên là mình phải dùng thuốc như thế nào vâng yeah. thưa quý vị thì từ xưa đến giờ là cái thuốc mà nổi tiếng nhất trong ngành tiểu đường là cái thuốc metformin hình ừ. như là nó được chiếm một cái thời gian rất rất là lâu cho tới ngày hôm nay tuy có một vài thuốc tiểu đường khác nó đang được gọi là người ta thích hơn À, đã được xài nhiều hơn nhưng mà vẫn căn bản vẫn là cái metformin mình gọi là thuốc kinh điển rồi kinh điển dạ, dạ cái nghĩa là giống như là hãy nói tới cái bệnh đó là hay phải dùng cái thuốc đó đúng này dạ. thì toàn cầu khi nói tới metformin là cái vị biết là tiểu đường rồi dạ. đó thì quý vị đa số bác sĩ đều là uống một ngày một lần hai lần hoặc ba lần dạ. thì ừ. mình uống lúc nào là tốt nhất đúng. đó là cái tắc mắc có, có, có vị thì uống ban đêm vị uống ban ngày vị uống, uống buổi trưa thì mình chia sẻ với vị thuốc metformin cái thuốc này đó thông thường á, là trên nguyên tắc uống giờ nào cũng được, yeah. sáng, trưa, chiều cũng được, quý vị à, không ăn hay ăn cũng được. nhưng mà cái thuốc này đó là thông thường à, các bác sĩ họ sẽ khuyên uống trong bữa ăn à. và cái lý do không phải là hiệu nghiệm hay không hiệu nghiệm nhưng mà cái thuốc này có một cái phản ứng phụ đặc biệt nó làm cho sình bụng mà khó chịu cái bao tử. cho uhm. nên cái thuốc này khi mà bắt đầu uống đó thưa quý vị thì uống trong bữa ăn thì nó dễ chịu nhất. Yeah. cái mình uống ngoài bữa ăn đôi khi nó khó chịu Ừ, thì có cái... nghĩa là trong bữa ăn là giống như mình bắt đầu mình bước vô mình ăn rồi đó và yeah. bắt đầu mình uống đi đúng như vậy à. và cái lý do đơn giản chỉ là ừ. nó, nó dễ chịu hơn thôi yeah. còn hiệu quả thì nó hiệu quả cả ngày ừ. và cái thuốc metformin nó có hai loại quý vị có một loại đó thì nó gọi là Extend release và yeah. cái là một cái là um, immediate release yeah. thì cái loại mình đang nói quý vị là là immediate release là nó nó được um, thải ra cái thuốc nó vô cái bụng mình lên yeah còn cái extend release sẽ uống một viên mà nó được cả ngày. Ừ. Thì cái loại đó thì cái nó thuốc cũng... nó sẽ vô cơ thể mình từ 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 nhưng mà cả ngày. Cả ngày. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên à cái thứ hai điều thứ hai đó là mỗi một người mà cơ địa cũng khác nhau. Ừ. Cho nên cái tác động của cái thuốc vào cơ thể nó cũng khác nhau cho nên nếu mà quý vị mà ở nhà có thử đường yeah. hay có máy thử đường hay là có continuous glucose là họ à, được kiểm tra cái đường hàng ngày đó yeah. thì mỗi một người đó cái cái tầm mức mà cái đường nó hạ xuống và đường nó, đường nó lên nó cũng khác nhau yeah. đôi khi nếu mà mình có cái cái technology để mình kỹ thuật để mình theo dõi những cái đường đó đó mình có thể mình điều chỉnh cái thuốc mỗi cái giờ nó thích hợp hơn mm. về có người thì có thể đường nó xuống một cái giờ thời điểm nào khác với một người khác nhau yeah. hoặc là có người ta làm ca đêm ca sáng nó cũng tùy mm. nên mình có thể mình adjust theo mỗi một người yeah. nhưng qua đi còn lại thì cái metformin vẫn là trong bữa ăn thì nó dễ chịu hơn Dạ. Yeah. Yeah. bác sĩ nói dùng thuốc trong bữa ăn đó thì yeah. khi mà ngọc khanh làm việc với nhiều vị công niên họ nói là mỗi lần họ <laughs> chuẩn bị ăn và lấy thuốc uống cho cái metformin đó theo yeah. lời bác sĩ hướng dẫn thì nhiều khi người thân hay con cái mới nói trời ơi trời đánh tránh bữa ăn tới giờ ăn mà cũng phải uống thuốc nữa <laughs> thì lúc đó họ họ cũng có giải thích ra là bác sĩ khuyên là nên dùng cái thuốc đó ngay cho bữa ăn yeah. thì nó đỡ khó chịu hơn nha yes. yeah rồi còn cái thuốc kế tiếp nha uh -huh. thuốc kế tiếp cái vị là thuốc này là cũng gọi là cái gì kinh dùng cái từ này em cả kinh điển à? kinh kinh điển kinh điển nghĩa là nói tới cái bệnh đó là phải nói tới cái thuốc đó và yeah. tại vì cái, cái, cái thuốc này gọi là Clipizide, Clipizide, cái, cái Clipizide hay là glyburide thuốc này nó cũng nó ừ. quá xưa rồi ừ. nhưng mà vẫn được xài vẫn được thông dụng trong cộng đồng y tế yeah. và cũng là một cái thuốc tốt không có gì hết <cười> <cười> nhưng mà ít khi được xài hơn tại vì nó cũng có nhiều cái thuốc nó hay hơn nhưng vẫn được xài rất là nhiều vì ừ. nó rất là rẻ và gần như là toàn cầu ở đâu cũng có cái thuốc này hết ừ. quý vị không không có tránh được cái thuốc này yeah. thì cái, cái thuốc này nó lại gọi là sulfonylurea thì nó cực kỳ quan trọng trong cái cách uống của thuốc này yeah. tại vì quý vị thường thường là uống nửa tiếng trước khi ăn yeah. đó là cái điều quan trọng của cái thuốc này à. yeah. hôm trước mình có một vị bệnh nhân ông ta than là khoảng cỡ ban đêm ông đi ngủ đó ông bị xuống đường hôi một kê nó đổ ra <laughs> Khi mình phải hỏi về thuốc thì ông bảo ông uống cái thuốc uh, Cloprazine hay này nè ông uống nửa đêm trước khi đi ngủ. <laughs> ông uống một viên. Thì uh, là bác sĩ kêu một ngày uống một viên, nhưng mà cụ này chọn là ban đêm uống, uống nửa đêm trước khi đi ngủ. Và cứ than là cứ Tụng sáng nào mà hôi mùa kê, rồi khó chịu ban đêm này nọ. Yeah. Thì vì ông vì ông không có cái timing nó sai uhm. Thì cái thuốc này quý vị Clopidogrel hay Cloprazine tức là Sulfonylurea quý vị. Nó có cái đặc biệt á là nó tác động vô cái tuyến tị tạng của mình và nó sẽ bắt đầu nó sẽ nhả ra cái insulin yeah. thì khi insulin nó được điều tiết ra cái vị là bắt đầu là đường nó xuống à. nên lý do đó là cái thuốc này phải uống bắt buộc tốt nhất là nửa tiếng trước khi ăn yeah. lý do tại vì khi mà quý vị mà ăn vô đó nhất là cái chất tinh bột hay carbohydrate nói chung thì cái đường cái vị nó sẽ tăng lên trong cái nửa tiếng tiếng sau đó rồi ngày nó càng càng đưa lên yeah chắc chắn sau khi quý vị ăn cái vị thử đường hết thế nào nó cũng phải lên à. đó thì cái vị uống nửa tiếng trước khi ăn đó, là cái thuốc này bắt đầu nó sẽ nhà insulin ra yeah. để bắt đầu để, để mà khi đường nó đang tăng lên đó, thì insulin nó lại kéo cái đường xuống còn à. nếu mà cái vị mà không ăn mà quý vị uống ban đêm nữa thì, nó... thì tất nhiên là cái đường nó sẽ xuống giữ xuống giữ nữa là nửa đêm là quý vị chết mệt luôn nửa đêm về sáng là chết mệt luôn về cái yeah. thuốc này vậy nên quý vị nhớ nhà cái sulfanilurea tức là clipside, clibaride, Amaryll. thuốc này vẫn rất là thông dụng rất là nhiều người xài à, cái thuốc này um, lý do là đôi khi bà hẻm họ cho cái thuốc này vì thuốc này nó là thuốc kinh uh, điển kinh kinh điển không thanh nói và đồng thời nó, <laughs> quá phổ biến rồi. Nó phổ biến và rất là rẻ và ở đâu cũng có hết nha yeah. yeah. thì quý vị nhớ thuốc nó rất là quan trọng và quan trọng hơn nữa là cứ đều đặn mỗi ngày đừng có À, bữa ăn của mình nên nên đều đặn, đừng có uống lung tung cái sợ sắc. Dạ, ví dụ giống như mình xác định là mình ăn trưa là 12 giờ. Dạ. Yeah. Thì mình biết 11 rưỡi mình là mình uống đi. Yes. Dạ, yeah. hoặc là mình mình đừng có ăn trưa 2 giờ, 3 giờ cái giờ nó tùm lum hết thì cái thuốc uh -huh. nó cũng sẽ bị thay đổi theo. Yes. Dạ. Uhm. Yeah. Thì à cái tiếp nha. Yeah. Thưa quý vị thì về sau này đó thì có một thuốc văn minh hơn, uhm. nó cũng giống như là quibride hay là cái clopidogrel. Nhưng mà nó gọi là glyburide xin lại đời thông minh, đời hiện đại. Đời hiện đại. Đời hiện, đại. Ừ. hiện đại tức là Mỹ thế dùng cái từ smart smart glyburide yeah. hiện đại ha. Yeah. quý vị, thì cái thuốc này đó nó gọi là cái thuốc ở DDP4 thì mình ví dụ quý vị cái tên giống như là Januvia. Yeah. Một cái tên rất là thông thường hay là Trigenta mấy cái thuốc mm. như vậy. Yeah. Thì thuốc này đó nó tạo nó nó, nó làm cho mình điều tiết cái um, một cái hormone trong cái đường tiêu hóa của mình. Yeah và cái hormone này đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuyến tị tạng nó nhả ra cái nó đưa ra cái điều tiết ra cái insulin yeah. nhưng mà vì nó thông minh đó là tại vì đó nó, 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 nằm ở đó sẵn khi cái vị ăn vô đó yeah. thì bắt đầu nó, nó lại làm việc à. cho nên đó là cái thuốc này đó cái vị à, nó vẫn làm cho cái, cái tuyến tị tạng đưa ra insulin nhưng mà chỉ sau khi mình ăn thôi. Dạ. Yeah. Mặc dù mình uống giờ nào, vậy là thuốc này uống giờ nào cũng được hết. Mm. Uống sáng cũng được, uống trưa, uống chiều cũng được, uống tối cũng được, không thành vấn đề. Mm -hmm. Vì nó gọi là thông minh mà, yeah. nó là hiện đại. Mm -hmm. Cho nên nó, nó biết khi nào quý vị ăn vô và khi nào nó cần phải đưa ra cái insulin. À. Cho nên vì như vậy tránh được cái trường hợp mà mình bị à, hyperglycemia là đường nó xuống bất tử và quý vị sẽ bị chóng mặt và té Không may, à. Dạ. Thì thì mình nên Um, vì cái nó thông minh như vậy đó yeah. cho nên là nó sẽ giúp tránh đi được cái tình trạng mà tụt đường nghiêm trọng. Dạ. Yeah. Yeah. Còn ngược lại cái cliprai hồi nãy đó, hay yeah. clip đó là cái quý vị uống vào đó là không cần biết có ăn hay không, nó sẽ tới cái tuyến tụy tạng quý vị mà nó bảo nhà insulin ra liền, cứ nhà insulin ra, không cần biết có ăn hay không, ừ. thì quý vị có insulin nó ra thì nó nó giải quyết cái gì mình đâu có ăn đâu, thì nó đường cứ xuống xuống, xuống nó tuột xuống. trong ừ. khi cái này nó thông minh mà có ăn thì nó có nó có đưa ta không ăn thì nó không làm gì hết nó tự động nó điều tiết trong cơ thể mình. Yeah. Thưa bác sĩ mặc dù là khi mình nói cái câu là muốn uống giờ nào đó nhưng mà ngọc khanh vẫn nghĩ rằng là khi mà người bác sĩ cho mình cái thuốc lựa chọn uống sáng trưa chiều, chiều tối một ngày một lần thì mình vẫn nên chọn một cái giờ nhất định để mình uống để yes. mình đừng có quên. là mình phải tạo cái thói quen cho yeah. mình. Yeah. Uh, không nhất định như vậy quý vị nhưng mà không không nhất định mà không có quên nhưng mà consistent tức là khi đều đặn á thì cái thuốc nó sẽ làm việc đúng cái, cái chu kỳ của nó à, đúng rồi, nhưng nếu mà cái vị uống lung tung thì nó sẽ bị lung tung yeah, nó nó không có đạt được cái hiệu quả tối đa của cái yeah. công dụng của cái thuốc dạ yeah. cho yeah. nên là mình cũng phải chia đều ra nhưng mà đều đặn là tốt nhất đúng rồi yeah. vâng vị một cái nữa là cái thuốc nó gọi là trong cái dòng gọi là sgt 2 thì cái vị sẽ nghe cái tên này rất là quen thuộc um, vì nó chưa có cái generic nó gọi là Forsyga hay là Gen, hay là Jordans hai cái này quý vị nhớ là uống buổi sáng vì khi uống buổi sáng á, thì nó lại tạo cho cái sự hiệu nghiệm cho cả một ngày ừ. nhưng mà đồng thời thuốc này nó làm cho mình đi tiểu à. cho nên nếu mà quý vị uống ban đêm á, thì quý vị sẽ đi tiểu cả đêm à. cho nên là hàm uống buổi sáng thì tốt hơn à. đó là những cái ví dụ mình cho quý vị yeah. ừ. à, thưa bác sĩ thì với những cái loại thuốc của tiểu đường này thì cái lời kết cho cái đề tài hôm nay là gì ạ? à quý vị lời kết thì mình vẫn chưa đưa hết tất cả loại thuốc tiểu đường cho quý vị thời gian không có đủ <laughs> nhưng mà thôi thì quý vị à, khi cái uống thuốc tiểu đường quý vị hỏi bác sĩ gia đình của mình dạ. hay là bác sĩ à, mà đưa cho quý vị cái thuốc tiểu đường bác à. sĩ chuyên khoa của quý vị dạ. thì bác sĩ bỏ thời gian ra, à, chia sẻ với quý vị là thời điểm nào uống tốt nhất dạ. thay vì thay vì quý vị phải ngồi đoán đỡ mất công ừ. nhưng mà quý vị nhớ là uống đúng thời điểm có lợi và uống không đúng thời điểm thì có bất lại. Dạ. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. À, kính thưa quý khán giả, như thông lệ thì trước khi mà kết thúc chương trình thì cho phép Ngọc Khanh nhắc lại là một lần nữa nếu quý vị nào là cao niên và mình có hệ miễn nhiễm suy yếu và mình cần phải chích cái mũi booster của Covid mà cái loại thuốc mới, cái loại cập nhật thì quý vị có thể ra liên lạc với trung tâm y tế sáng lên để được chích ngừa cái covid đó là cái số điện thoại bảy một bốn sáu hai bảy chín và cuối cùng thì tất cả những chia sẻ của bác sĩ nguyễn bảo khanh là chỉ nên dùng cho mục đích tham khảo không nên dùng cho mục đích tự chữa trị xin tự chúc sức khỏe cho tất cả quý khán giả và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo